Rồi em chào các bác, chào mừng các bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu các bác với một cái dòng sản phẩm keo dưỡng gân loa. Thì đây là một dòng sản phẩm cực kỳ là được rất là nhiều người quan tâm. Bởi vì là thực sự là rất là nhiều bác sử dụng sau một thời gian sử dụng các cái dòng loa này mình, đặc biệt là anh em mà đi làm sự kiện, những đôi loa mà các bác đã sử dụng được khoảng tầm rất là nhiều năm rồi, 2-3 năm rất là nhiều. Thì thường thường anh em sử dụng là dòng bát loa là gân vải tẩm dầu. Thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị khô và nó sẽ bị mất đi cái lớp keo ở bên ngoài. Đấy, và nó sẽ cho ra cái chất âm, nó sẽ khó chịu hơn. Và thậm chí là nó sẽ bị gây ra là mục rách. Đấy, nó gây ra cái hiện tượng mà gọi là nó sột xoẹt trong loa là rất là khó chịu. Thì hôm nay em giới thiệu cho bác dòng sản phẩm keo dưỡng gân loa. Em về được đúng 50 chai duy nhất thôi. Đây, 50 chai keo dưỡng gân loa như này. 50 chai duy nhất thôi. Và đây là keo dưỡng gân chính hãng, hàng xịn của nhà máy sản xuất loa nha các bác nhé. Hàng xịn chính hãng chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu. Thì các bác để ý cho em là cái cách sử dụng là sao. Một lọ như này các bác sử dụng rất là nhiều lần và rất là nhiều đôi loa nha các bác nhá. Bởi vì keo của nó, bản chất keo của nó là đặc, thì anh em về xử lý cho em bằng cách là các bác hòa thêm cho em với một chút xăng, tức là xăng xe máy bình thường đấy, thì keo nó sẽ so ra cái độ sệt như này là ok này. Đấy, keo độ sệt như này là ok này. Đấy, còn bình thường là nó sẽ đặc hơn nha các bác, đặc hơn. Đấy, các bác hòa thêm cho em một chút xăng ra. Thì em sẽ tặng kèm một cái chổi đi kèm như thế này. Thì một bộ combo của cái bộ này là một chai và một cái chổi như thế này thì em sẽ cung cấp cho các bác là 230.000 đồng thôi. 230.000 đồng, bên em sẽ miễn phí ship. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em nhé. Đấy, kiểm tra thanh toán cho em. Và bên em sẽ thử test cho anh em luôn để các bác có thể tham khảo này. 230.000 thì em nghĩ là cái mức giá rất là bình thường rồi và rất là hợp lý cho anh em rồi. Keo này là keo xịn, nó không phải keo vớ vẩn, keo thị trường nó trôi nổi thực sự các bác là bôi vào hỏng hết loa ra. Đấy, và keo này thì em cam kết các bác là keo xịn luôn, chính hãng luôn, được chưa? Đấy, đây các bác nhìn cho em này. Đấy, tăng độ bền cho cái màng cái gân loa này. Đấy, và anh em sử dụng mà hòa thêm cho em một chút xăng nhé, xăng xe máy bình thường đấy. Xe máy bình thường chúng ta đi thì còn phải thay dầu thay nhớt đúng không ạ? Thì loa cũng vậy, sau một thời gian sử dụng nó màng nó cứng lên. Để tăng tuổi thọ và tăng chất âm thì các bác bôi cho em keo này vào, nó rất là ok. 230.000 thôi, các bác hòa cho em thêm một chút xăng ra. Đấy, nó có quét để cho em này. Cái này thì được sử dụng mà cho anh em là làm sự kiện hay là các bác dùng gia đình mà loa nó đã dùng lâu rồi, gân vải tẩm dầu dùng lâu rồi, các bác quét này cho em là quá tuyệt vời luôn nhá. Còn các bác dùng sử dụng mà gân gân xốp thì em nghĩ nó không cần thiết lắm đâu, bởi vì gân xốp thì nó hỏng thì các bác thay thôi. Đấy, các bác cứ quét này cho em một lượt này. Đấy, sau các bác để khô cho em, là các bác quét lượt tiếp theo là để khô cho em nhá. Cái này thì chúng ta cũng lau đi được, bởi vì cái này là chủ yếu là keo dưỡng gân là chính. Nhưng còn màng thì em nghĩ là không cần thiết, ví dụ như màng chống nước như này thì không cần thiết. Đấy, các bác quét này cho em một lượt này. Thì ở đây các bác quét một lượt xong, các bác để cho em 10-15 phút các bác lại quét tiếp lượt nữa, rất ok luôn, nó sẽ tạo một lớp màng dính, các bác để ý cho em này. Này, tuyệt vời chưa? Đấy, khác hẳn bên này luôn. Nếu như so sánh ra chỗ này nhá, độ bền em dám cam kết bác gấp rất nhiều lần chỗ này luôn. Đấy, bởi vì chỗ này nó khô này, sau quá trình đánh thì nó sẽ bị lứt, nó lứt dần và nó hỏng nhá. Còn các bác quét như này thì quá tuyệt vời luôn rồi. 230.000 một lọ, bao ship toàn quốc cho bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán cho em, được chưa? Làm đúng hướng dẫn để em làm thị phạm hướng dẫn cho bác luôn này. Hòa cho em một chút xăng, độ sệt như này là ok. Đấy, độ sệt như này là ok này. Thế còn cái keo mà em cung cấp cho các bác là keo này, nhìn cái lọ này thì nó thế này thôi, nhưng các bác hòa ra nhé, quét được rất nhiều đôi loa và rất nhiều lần luôn, được chưa? Đấy, ở đây thì em đang quét thử cho các bác để cho bác có thể tham khảo thôi. Đấy, chúng ta quét là 1-2 lần như này, em nói các bác chất lượng thì quá tuyệt vời. Đấy, em dám cam kết các bác luôn. Sản phẩm này không phải là sản phẩm cửa hàng em cung cấp và bán ra thị trường, tràn lan ra thị trường, mà sản phẩm này chủ yếu em lấy về để em cung cấp cho các bác khách hàng đã lấy loa của em để bảo dưỡng loa, bảo dưỡng định kỳ chất âm. Đấy, và quét như này cho em, để khô cho em dám cam kết các bác chất lượng cực kỳ tuyệt vời. 230.000 một lọ nhá. Các bác chỉ cần liên hệ cho em hoặc là nhắn tin cho em, chốt keo dưỡng gân cho em, được chưa? Nhắn tin cho em xin họ tên địa chỉ, số điện thoại 0982838695. Em sẽ lên đơn trực tiếp cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em luôn. Được chưa? Đặc biệt anh em sự kiện nhé, dùng đi làm, đúng, chúng ta đầu tư ra bao tiền đô loa còn được. Đấy, cái bảo dưỡng của nó định kỳ, nếu mà bình thường gọi là đi mua đô loa rất đắt tiền rồi, bây giờ bảo dưỡng nó một tí thì cái số tiền nó quá là nhỏ thôi. Đấy, 230.000 một lọ. Đấy, chủ yếu là em mua để em cung cấp cho anh em đã lấy loa nhà em là chính thôi. Và em ở đây là em chỉ có 50 suất các bác nhé. Hàng này nó không phải hàng đại trà, không phải hàng trôi nổi vớ vẩn thị trường đâu, mà hàng này là hàng em mua trực tiếp từ công ty nhà máy luôn. Đấy, công ty nhà máy luôn, sản xuất luôn keo dưỡng gân loa. Đấy các bác nhé, nhìn hoàn toàn nó khác biệt hoàn toàn luôn, được chưa? Khác biệt hoàn toàn luôn. Có 50 lọ duy nhất thôi, một chổi một lọ là 230. Đấy, các bác liên hệ trực tiếp cho em nhá. Xin chào các bác.